Phòng Kinh tế thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp cho biết, diện tích qua kiển phục vụ thị trường Tết năm 2025 của địa phương khoảng 100 hecta gồm các loại như hồng, mai, dạng thọ, hạnh, lan. Đến thời điểm này, nông dân trồng qua đã xuống giống được hơn 60 hecta các loại, trong đó cúc mâm xôi vẫn là chủ lực của mùa Tết với khoảng 75.000 giỏ mâm xôi vàng, 100.000 giỏ cúc Đài Loan và 100.000 mâm xôi Hàn Quốc các loại qua ngắn ngày khác dự kiến xuống giống vào giữa tháng 10 âm lịch. Năm nay, số lượng cúc mâm xôi truyền thống có giảm hơn so với năm trước, tăng số lượng cúc mâm xôi nhiều màu và các loại khác được thị trường ưa chuộng. Theo nông dân, cúc mâm xôi là qua chủ đạo được trồng nhiều vào dịp Tết, thời gian chăm sóc khoảng 3 tháng rưỡi. Nhìn chung, năm nay nông dân giảm lượng cúc mâm xôi truyền thống do kém thu hút hơn cúc mâm xôi nhiều màu. Còn lại, các loại hoa quen thuộc như cúc đồng tiền, cúc dạng thọ, cúc tiger vẫn giữ nguyên số lượng